giống cây vú sữa lò rèn. Cây ổi lá nhỏ, một loại ổi dùng để làm cây cảnh. Cây duyên tùng Đài Loan. Cái ổi không hạt. Cái ổi Đài Loan. Một số đã có hoa. Giống mãng cầu Thái. Loại mãng cầu lưỡng tính. Có thể tự ra hoa, tự đậu trái, không cần phải phụ thuộc phân nhân tạo. Giống sầu riêng ri sáo. Giống dừa xiêm lục. Cây gió bầu, loại gió bầu để tạo trầm hương. Và đây là thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột vàng, loại thanh long mới xuất hiện trong những năm gần đây. Hiện tại trên thị trường còn rất hiếm và đang trồng ở mức độ nghiên cứu, chưa xác định được hiệu quả kinh tế thực sự. Mít thái lá bàng, loại mít chuyên sấy khô. Ổi ruột đỏ lá tím Malaysia.